thiệu dự án ML Lanky thị trường HIB RIC đầu tiên của thế giới. ML Lanky là một thị trường hàng hóa, vật lý và vật phẩm kỹ thuật số vô hạn. ML Lanky nhằm mục đích tạo ra thị trường hỗn hợp giúp bạn có thể mua hàng hóa vật lý và các mặt hàng kỹ thuật số như NFT chỉ bằng một ngón tay. Sản phẩm ML Lanky cung cấp một thị trường hỗn độn, có nghĩa là nó tập trung và phi tập trung. Thương mại xã hội ML Lanky. Thương mại xã hội ML Lanky là thị trường tập trung, cho phép người dùng giao dịch hàng hóa vật chất. Mỗi khách hàng sẽ nhận được hàng hóa thực tế của riêng họ được vận chuyển đến địa điểm hoặc địa chỉ. ML Lanky NFT Make It Black. Thị trường ML Lanky NFT là thị trường NFT được xây dựng trên chuỗi khối Polygon, tập trung cao độ vào trải nghiệm của người dùng và tính sử dụng để tạo mua bán và giao dịch. NFT bao gồm tài sản NFT trong trò chơi, NFT có thể thu thập, Metaverse NFT và nhiều hơn nữa, đặc trưng với sứ mệnh đặc trở thành thị trường hỗn độn đầu tiên trên thế giới. ML Lanky cung cấp các tính năng sau: thương mại xã hội, ML Lanky mua bán mua sắm trong môi trường ảo, giao dịch để kiếm tiền, chương trình liên kết ML Lanky NFT Make It Flash, tạo mua và bán một NFT, NFT Lopat, giao dịch để kiếm tiền, thương mại liên kết, trường hợp sử dụng mã thông báo. Giá trị của mã thông báo ML Lanky được khuếch đại bởi lý do trực quan có được của chúng tôi, mã thông báo và hiểu biết sâu rộng về cung và cầu tiền tệ chính. Mã thông báo ML Lanky sẽ là tiền tệ chính trên hệ sinh thái MLinky. Mã thông báo ML Lanky được trao đổi để lấy hàng hóa. Chương trình liên kết để tăng số lượng người dùng. ML Lanky sẽ được trang bị một chương trình liên kết, cộng tác viên sẽ kiếm được bằng thông báo ML Lanky như một phần thưởng giao dịch để kiếm tiền. Người mua và người bán sẽ kiếm được mã thông báo ML Lanky dựa trên hoạt động mua và bán của họ. Đặt cọc, chủ sở hữu mã thông báo ML Lanky đang cho phép đặt cược mã thông báo của họ và kiếm thu nhập thụ động của nó. Quản trị cộng đồng có thể phát triển các đề xuất và chủ sở hữu mã thông báo ML Lanky có thể bỏ phiếu cho các đề xuất được liên kê. Phân phối mã thông báo ML Lanky luôn đảm bảo sự phát triển của hệ sinh thái song song với sự hợp tác bên ngoài với các đối tác chiến lược và sự phát triển của cộng đồng. Để làm như vậy, ML Lanky thiết kế các chỉ số mã thông báo hoạt động tốt. Lộ trình quý 2 năm 2021, ý tưởng dự án thành lập nhóm quý 3 năm 2021, phát triển Grand Design cho ML Lanky Make It Flash. Quý 4 năm 2021, quý 1 năm 2022, tiếp tục ML Lanky phát triển thương mại xã hội, vòng thiên thần ML Lanky NFT, vòng hạt giống, phát triển thị trường, tiếp tục ML Lanky phát triển thương mại xã hội, mã thông báo, kiểm tra hợp đồng thông minh IDO, MVP ra mắt thị trường ML Lanky, thị trường NFT. Quý 2 năm 2022, DEX niêm yết NFT thị trường và luồng doanh thu, kiểm tra hợp đồng thông minh. CETIC quý 3, quý 4 năm 2022, GenSec, SEC tích hợp thương mại xã hội ML Lanky với ML Lanky NFT, Make It Flash. Quý 1 năm 2023, ML Lanky NFT Metaverse, Mainnet ra mắt, phát triển hơn nửa tiếp thị hệ sinh thái ML Lanky, mở rộng tiếp thị cho nhiều khách hàng và người bán hơn, hợp tác với người ủng hộ và đối tác ML Lanky, sẵn sàng hợp tác với tất cả các thực thể trong thế giới. Tiền điện tử, cộng đồng, lao bát, quỹ vốn, quỹ tư nhân, kiểm toán viên, sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung và ETC, mid-chain và là cổng thanh toán thị trường tập trung của chúng tôi. ML Lanky được cung cấp bởi IFPS, một mã lưu trữ ngang hàng, P2B, người gửi hàng với tư cách là nhà cung cấp vận chuyển tập trung của chúng tôi. ML Lanky NFT Make It Flash xây dựng theo khung và giao thức Polygon. ML Lanky được hỗ trợ bởi nền tảng phát triển Web3 Morilic. ML Lanky Metaverse được hỗ trợ bởi Unreal Engine. ML Lanky Token được phát triển trên Binance Smart Chain. Mã thông báo ML Lanky đã được kiểm toán với Redtech. ML Lanky là một thị trường hàng hóa vật lý và mặt hàng kỹ thuật số vô hạn. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo.